Anh Đức ảnh ảnh hẹn ảnh mà cuối cùng ảnh có một chuyện gì sớm rồi. Dạ. Bây giờ vậy nè anh Chính. Bây giờ á, thứ nhất là sầu riêng này nè. Em thấy bây giờ một cái này là cái cần phải xử lý giùm em nè. Bây giờ á, thứ nhất là gì trồng quá sâu. Giờ môi ra giùm em đi. Nha. Môi cái cổ rễ ra nè. Nè, cái cổ rễ hiện tại giờ nằm ở dưới đây lần nè. Giờ mà clip kiểu này là chết rồi. Bây giờ mau ra. Đúng rồi. Với hai nữa là phân bò á. Phân bò anh Chính đó. Anh bư phân bò ra xuống giùm em đi. Ba cái phân bò nè. Không, đừng có sợ đứt rễ nha anh Chính. Không sao chứ nha. Tại vì ba cái rễ này thật chắc là nó cũng đã hư hết rồi. Mình đứt rễ thì đứt rễ, nhưng mà nữa chủ yếu là mình môi cái cổ rễ lên cho nó khỏe cái cây mình cái. Đặng mình xử lý ba thuốc men lại. Môi tới khoảng bao sâu? Anh môi sao xuống tới cái cổ rễ giùm em á. Cổ rễ nó nằm chỗ nào đó? Đây nè, để em môi ra. Cái này cũng chưa đến nổi ha anh, mấy anh. Dạ. Cái này là quá đến nổi luôn. Không có mà có thể mà coi như là mình khắc phục lại như là mình lại được không? Dạ được anh. Dạ được được. Cây này chủ yếu là moi ra xử lý lại cho em là em khắc phục lại được chân à. Này ốp đâu chưa? Mới ốp đây hả? Mới ốp cả nửa tháng nay nè. Chết rồi. Cái cổ rễ nằm đây nè. Anh thấy cái rễ cái bự không? Đúng không? Là cái cổ rễ nó nằm ở khúc này nè. Đây nè, em đang moi ra cổ rễ nè. Nghĩa là có cái cây này đúng không? Nó cỡ khoảng bao nhiêu? Clip cổ rễ bao nhiêu? Có cây hiện tại giờ clip cổ rễ gần 1 gan em. Là bây giờ bắt buộc phải moi ra gì nè. Mà moi ra á, anh môi anh đừng có để ở đây nó đọng nước đây nha. Nghĩa là ở đây nó phải cao hơn ở đây. Nghĩa là mình phải bài ra. Rồi có điện cho nó chưa? Điện cho nó gặp cái gì chưa? Đặng nó nói cho nó đặng. Không, em chào đổi với anh cho một chút đi. Rồi rồi em sẽ chào đổi với anh Đức cái nữa. Hả? Cho kiếm người đặng chơi ấy chứ mình anh chứ. Cái cây này đúng không? Anh thấy không? Bây giờ nó ngập cái cổ rễ nặng luôn. Với hai nữa, cái phân bò á, gãy kiểu này là thất bại rồi. Phân bò nếu mà trường hợp không có gãy á, nửa gãy vòng dưới đây giùm em. Vòng dưới thôi. Đó, bây giờ cây này hiểu không? Giờ nè, hôm qua cái cây này nè. Cây này để đi vợ tôi làm nước cho làm dưới. Cái cây này hiện tại giờ cái mắt ghép nó nằm ở đây nè. Mắt ghép nằm đây. Vậy là coi như cái cổ rễ hiện tại giờ là mình liếp cái cổ rễ nó rơi vào tầm khoảng một rang tay. Là cái cây nó sẽ không bao giờ nó chậm, nó chậm phát triển, nó phát triển lắm. Nó lì lì lì. Bây giờ là phải môi ra. Dưới phân bò nè. Phân bò tươi nè, phân bò tươi mà gãi kiểu này là chết rồi. Không có gãi kiểu này được. Môi ra. Kéo bò lâu chưa chứ? Mới cái gãi đây nè. Mới cái gãi à, phân bò này đỡ nè. Mới cái gãi chưa có cỡ một tuần, chưa đến tuần nữa. Hôm nay có mưa không nhiều? Có, mới mưa đêm hôm bự lắm nè. Vậy trên hậu lãi chắc chưa xuống. Qua qua cái cây cây nước đó sạch. Vậy là còn khắc phục chữa được ha. Dạ. Là tại vì thứ nhất nè. Cái rễ nè. Cái rễ này hiện tại giờ nó đã hư hết trơn, ba dàn rễ rồi nè, tụt hết trơn rồi nè. Thì bây giờ mình làm như thế này á, đứt rễ thì nó cũng không đến nỗi không sao chứ. Không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà cái vấn đề mình không làm nó mới có sao á. Nè. Quá trời clip cái cổ rễ là kiểu này. Đây nè. Chết. Cái lồi cổ rễ nè. Đúng rồi.
Nhưng mà cái này mình tưới nước quá cũng không được nữa ha. Dạ tưới nước thì nói chung là nó có độ ẩm là ok rồi chứ. Cái đường thở với đường ăn đó. Gì rồi? Cái cổ gãy á, cây nó có chỉ như cây cầu đó. Để lòi lại nó không cài cây không? Gì rồi? Nhưng tại mình đang clip cái cuộc. Bây giờ mình bắt buộc xử lý là. Con bò này đó mình xử lý nắm như tư là con bò tư. Con bò tư với con bò này phân bò tươi. Cái vấn đề ở đây là gì? Khi mà cái cây sầu riêng á bị ngợp cổ rễ này á, xài thuốc tiên đi chăng nữa nó cũng không phục hồi lại được nữa. Bởi nên ra là gì? Phải môi ra giùm em này nè. Đó. Vậy là còn cứu chữa là được ha. Nói chung là dàn sầu riêng này thì không đến nổi mọi ơi. Chủ yếu là em sẽ phục hồi lại. Đó, như chẳng hạn ảnh xài, ảnh nói với em á, ảnh xài cũng là thuốc thứ dữ không à. Nhưng mà nó không phục hồi lại được. Thì em biết chắc là một điều rồi đó, anh có gửi hình cho em. Cây nó chậm phát triển do nó ngợp cái cổ rễ. Đồ xuống luôn anh ơi. Vậy là khỏi có gãy dồi bây giờ xử lý này trước đi ha. Không gãy dồi vậy á. Đừng gãy dồi nữa. Gãy giết chai đắt hết trơn. Cây hiện tại giờ đang bị si đừng gãy dồi. Vậy anh coi coi nói với nó giùm nè. Dạ dạ để nữa em điện. Gãy dồi nữa mà làm sao xử lý cái này nè. Dạ dạ để em điện cho anh cái mới được. Tại vì cây đang bị bệnh là không bao giờ gãy dồi được. Dạ. Thì giờ trước mắt là em sẽ làm cho anh những cái mô như thế này. Nữa anh ví dụ như kêu nhân công anh em gì đó vô làm cái gan lại giùm em. Có nghĩa là môi làm sao mà cho nó xuống tới cái cổ rễ dưới đây nè. Cái phần rễ cái á lồi lên đó. Nha. Với hai nữa là gì? Bư phân bò ra ngoài hết trơn cái vùng ngoài luôn cho em. Chứ không có để ở trên khu vực này chỗ cái cổ rễ. Nó sẽ hư cái cổ rễ mình đó. Cái này còn ok được ha. Dạ được anh. Hai nữa là gãy mất cái quà đúng thật. Cái này bây giờ là phải xẻ học luôn. Lỡ làm thì làm cho tớ luôn, xẻ cái học gì nè. Xẻ cái học xuống, cắt đi cái nguồn gãy mít luôn. Không cho cái gãy mít nó qua bên cái mô sầu riêng mình nữa. Tại gãy mít nó ăn quá nhiều rồi nè. Ông cho đi đi ông coi nói giùm một cái rồi sao. Cây sầu riêng tại sao mà nó cứ phát rồi nó lại sụp phát rồi nó lại sụp là do cái vấn đề là cái khâu kỹ thuật đó. Chết luôn rồi phân bò gãy ngay chỗ cái cổ rễ luôn à. Mà có cái cây có được có mấy bao này hả à? Còn dạ. Hoàn toàn chưa có gãy được cái gì chứ hoàn toàn chưa gãy được cái gì chứ dạ. Rễ nó ra quá trời nó ra luôn không ngon lành không nhưng mà do cái gì khi mà nó ra xong rồi á nó sẽ bị ngẹn cái rễ nữa là do cái cổ rễ của cái cây sầu riêng hiện tại giờ rễ mà rễ phân bò mình cũng không tức nó có cái này mới rải có mười mấy bao để cho dạ. Này còn nguyên hoàn toàn là không có rải cái gì nữa chứ đừng sợ đứt rễ ba cái rễ này thì đứt thì nữa mình cải tạo lại thôi đâu gì đâu trồng sâu quá ốp đất cái đằng đó ốp đất vô nó sâu nó ngợp cái cổ rễ bư ra đi thằng bư con đi cũng nhỏ nhỏ chứ mình bán rễ này chỉ đứt tiền nữa mình cải tạo lại thôi. Để tôi lấy điện thoại tôi điện cho cái thằng này nó chạy lại cái nó
từ một người nó cái này là do cái khâu gọi là cái khâu mà ốp đất trên cái mẫu sầu riêng bị sai kỹ thuật, ốp đất bị sai kỹ thuật thành ra bắt đầu cây sầu riêng nó sụn, nó phát triển đi rồi bắt đầu nó sẽ sụn. Nó cứ yêu cầu á, nó lên cơ đọt xong rồi bắt đầu lại gì, nó sẽ xong cơ đọt nó lụa lại là bắt đầu nó hư nữa, nó cứ diễn đi diễn lại thì rốt cuộc lại cái quá trình sinh trưởng của cái cây sầu riêng nó sẽ không bao giờ nó phát triển được. Thành ra là gì, khi quý bà con nông dân mình á trồng cái cây sầu riêng á, hay là mình ốp đất cho cái sầu riêng á, nên cố gắng là gì, thứ nhất là trồng đừng trên trồng sâu, cái thứ hai nữa là ốp đất sầu riêng chúng ta cũng đừng nên ốp lên cái cổ rễ của sầu riêng, để nó tránh làm cái trường hợp là gì, cây sầu riêng nó sẽ bị ngợp đi cái cổ rễ, cây nó sẽ chậm phát triển và nhiều khi nó sẽ bị thúi luôn, cái cây nó sẽ rụng lá nhiều và thúi luôn. Ở đây thì trồng chung với sầu riêng, với mít thái thì Nam sẽ tiến hành lại cho ảnh sẽ học hết toàn bộ luôn, quanh luôn, sẽ học luôn, không cho cái rễ mít nó qua bên cái mô sầu riêng nữa, nó qua nữa thì cái cây sầu riêng nó sẽ không bao giờ phát triển nha quý con. Đây là, ở đây coi nè, cây nè, quay sát luôn quý con nông dân mình xem nè, giờ là cái cây sầu riêng cái mắt ghép nó nằm ở đây nè, đây nè cái mắt ghép nè, mà bây giờ chôn xuống sâu xuống gì nè là thất bại rồi, thấy không? Nó chết rồi nè, thấy không? Phải môi ra cây này đi thêm. Không gì. Quá sâu rồi. Sầu riêng mà chúng ta trồng mà kiểu hình thức mà ốp mà nó lên cái cổ rễ kiểu này là cây sầu riêng, đảm bảo với tất cả các con nông dân mình luôn, từ si đến bị thương tới chết thôi chứ không đường nào phát triển được. Gốc gì đâu. Nửa đi thiệt, nửa đi thạch. Nửa đi. Cụ rễ nó còn sâu lắm. Đưa lên đây. Cái cổ gãy sầu riêng nè, vì sao phát triển được cây sầu riêng, cổ gãy nằm đây nè, sầu có con gan, đâu có nhiều đâu, sầu có con gan tay à, hay nè, thấy không, rõ ràng không, sao không phát triển được, sớ lên nè.
quá. Trời ơi má ơi, đây nè cái mắt ghép nè, chết không? Không có đâu. Nên là anh coi nè, cái mắt ghép nè. Bây giờ trồng kiểu này là cây sầu riêng sao phát triển được. Lấy cái ống này xuống rồi Khanh. Trồng cái sầu riêng chỗ này sầu phát triển đây. Gan rưỡi quá. Mình sủi gì là cũng không có sao chứ ha. Dạ đúng rồi. Thứ chắc sủi lại quay ngang xử lý thuốc men lại. Ngưng đi, đừng gãy dôi nữa. Nó mới đắp nè, mới người đắp mô nè. Đắp nhưng mà ở đây không biết cách để đắp. Nghĩa là cây sầu riêng không ai mà đắp mô kiểu hình thức lên nó lên cái cổ gãy, cái ở trên cái bo gần với cái bo cái sầu riêng nhé. Đắp kiểu này là nó gọi là sai hoàn toàn kỹ thuật. Là cái này còn khắc phục là được ha. Được, được, bình thường à, không sao hết. Ui, sợ gậu muốn chết luôn mà trời ơi, trời. Xuống cái nữa đi Khanh. Có mình anh còn nữa rồi. Tôi đâu có biết, nó chỉ kêu câu gì vậy. Cái cổ gãy nó còn nằm ở dưới. Nè, ghê hồn không? Còn sâu lắm anh ơi. Chết luôn thấy không? Nè ê, cái cổ gãy nè, cái gãy cái nè. Ừ. Đó. Xuống tầm khoảng tượng tắt nữa đó. Sẵn làm luôn cái này luôn đi. Banh ra vậy đó, nhưng mà cái gãy sầu riêng của mình nó ăn được ra đều ra. Đó. Phải tốc hành là làm cho em cái vấn đề này càng sớm càng tốt nè. Quá rồi, bây giờ xong rồi bắt đầu là xử lý nấm bệnh là liền. Xử lý nấm bệnh xong rồi bắt đầu tứ kích gãy lại, tứ kích gãy xong bắt đầu đi hữu cơ lại. Tổng là bao nhiêu gốc sầu riêng chú Vinh? 800 mấy. 800 mấy gốc hả? Ừ, 800 mấy gốc. Mô đỡ 1.000 người thì cái cỡ 20 mô nhà. Ốp dạy quá. Không chắc sợ không được nữa. Cho thằng Thái Vinh kêu nhiều thịt.
ở đây khó kiếm người quá trời. Đó, được rồi, đi. Nhưng bây giờ sầu riêng là gì đúng không? À. Rồi, giờ kết thúc sầu riêng. Giờ mất. Mất.